Alo, lên thả. Ô lô đi. Ơi, xin chào. Ủa trời, đại sư huynh là đại tử. Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì tiếp tục hôm nay Lâm ở trên cái biệt thự của Sinu, thì không có cái dòng nào ở đây cả. Sáng giờ tìm có rồi, sẵn Lâm sẽ thả cái dòng ở những cái dòng những quỷ mà đệ tử của Thiên Ma. Hôm nay Lâm sẽ thả đại sư huynh, nghĩa là đại tử của Thiên Ma nha mọi bác ha. Thảo qua đó coi cho nghe kinh kệ năm sáu tháng rồi. Bây giờ như thế nào nhỉ? Bắt đầu mở mắt thư nhỏ nha. Lâm sẽ để đồ xuống đây. Thả Thiên Ma ra nha mọi bác ha. Tiếp tục thả bình hồ lô nữa nha. Hồ lô. Lên. Ô lô đi. Ơi, xin chào. Ủa trời, đại sư huynh là đại tử của Thiên Ma đúng không? Đúng. Hồi ơi, sao nghe kinh kệ năm sáu tháng nay rồi thì sao ra ngoài hình hài nó còn y nguyên vậy hả? Nghiệp nặng quá vậy hả? Nghiệp nặng quá, đúng rồi, nghiệp nặng quá phải rồi. Bây giờ tôi nghe kinh kệ năm sáu tháng nay rồi biết ăn năn hối lỗi chưa? Nếu biết ăn năn hối lỗi những gì mình đã làm sai, giống như tu luyện tà thực tại người, tà thực hại người cũng như hại mình, thì nghe kinh kệ đã giác ngộ chưa, đã hiểu được một số kinh kệ ở trong cái bình hồ lô ấy chưa? Hiểu rồi. Hiểu thì sao? Đúng rồi, giải nghiệp được thì cái đầu nó sẽ biến hình hài lại bình thường rồi. Chưa giải nghiệp được thì khuôn mặt nó như vậy. Bây giờ thì chắc có lẽ không nói dùng gì nhiều. Tôi thả ra thì biết ăn năn hối lỗi rồi. Tôi sẽ giúp cho chuyển kiếp thành người, tôi lành tôi hiền. Nhưng mà trước khi tôi giúp cho thì tôi muốn tìm hiểu rõ hơn tại sao lại nhận ông Thiên Ma làm sư phụ, rồi luyện tà thực để làm gì. Thì khi nào mà kể câu chuyện để tôi giúp cho cái khuôn mặt trở lại bình thường, tóc tai trở lại bình thường, rồi sau đó tôi sẽ kể cho tôi nghe cái câu chuyện cuộc đời của ông nha. Được. Thì bây giờ chắp tay lên cái đi, tôi làm cái thực thẩm mỹ cũng như là làm cho ông lại khuôn mặt bình thường, rồi lát nữa ông kể tôi nghe sao lại biến dạng luôn như vậy nha. Ôi, thấy chưa? Thấy khuôn mặt bình thường lại chưa? Ông chào sư nha. Hay quá sư. Tôi là đệ tử của ông Thiên Ma. Thì vì sao lại gặp được ông Thiên Ma? Rồi không, trước tiên vì sao mà cuộc sống như thế nào, rồi vì sao mà chết, rồi vì sao là nhận ông Thiên Ma làm sư phụ. Tôi biết ông lúc chết bao nhiêu tuổi, tên gì? Tôi lúc còn sống á, chưa là đệ tử của Thiên Ma, thì tôi thích luyện tà thực, nhưng mà không có gặp được thầy nào để chỉ cho. Rồi tự luyện
tự đi bắt cái con này con kia, bắt những cái con mà nó có cái tánh linh đó, về uống máu tươi nó, luyện đạt thật. Tôi mới đầu á, tôi mới tập tành mà luyện đạt thật, là tôi uống cái máu của con lươn. Con lươn hả? Con lươn. Chắc là gì ăn nghe tàu như rồi sao nữa? Uống máu con lươn rồi cái chú luyện uống không được gì. Cái tôi nghĩ là cái con lươn này còn nó một là cái sinh vật nhưng mà nó còn chắc chưa có đủ chưa có đủ ác để mình luyện tà thuật. Tôi mới bắt con rắn trung. Tại vì tôi nghĩ tôi canh đó lúc còn sống á. Rắn trung là con rắn có phang đen đen đúng không? Rắn trắng không? Rắn trung nó có hai cái đầu. Thì tôi canh tại biết là tại sao con rắn này nó độc nhiều rồi. Tại sao mà cái con lươn là nó phải nộp mạng cho cái con rắn này? Thì mỗi một tháng gì đó là cái con lươn á, cái loài lươn á, nó phải nộp mạng cho cái con rắn trung một con. Là cái con rắn trung nó tới ngày tới tháng là nó hạ họng ra, là con lươn tự nhiên chu vô họng rắn trung. Gì hả? Rắn trung nuốt vô luôn. Tôi thấy như vậy là con rắn trung thì chắc nó giỏi rồi. Tôi mới bắt con rắn trung, tôi chặt cái đầu nó, chặt cái đuôi nó, cái đầu với cái đuôi kêu rắn, rồi lấy cái đầu với cái đuôi em ngâm rượu, lấy cái máu uống, chúng ta thật cũng không thành công luôn, chưa thành công. Giờ uống con rắn như vậy mà cũng chưa thành công nữa, chứ lần sau rồi đi bắt mấy con vật lớn hơn. Đơn hơn chẳng hạn con gì? Coi cái này uống máu chó mực. Cái luyện cà thực cho nó hay. Nhưng mà nghĩ nó bị nghịch thì tôi là cũng giống như là cũng gần giống như bên Lỗ Quang vậy. Tà thật bên Lỗ Quang thì nó kỵ cái máu chó mực với thịt chó. Bởi vì uống máu chó mực vô cái mất tác dụng, liền lúc từ đầu tới tượng lương tới đáng trung luôn, tôi uống máu chó mực vô cái tà thật biến mất hết rồi. Nghỉ luyện thời gian suy nghĩ, cũng chưa gặp được thầy nào hết, đang đi tìm ha. Rồi bị mất tác dụng rồi, uống máu chó mực mất tác dụng rồi. Mấy năm sau tính nghỉ luyện rồi sao mà tôi mới đi vô rừng. Vô rừng nghe người ta nói là cái con mèo á là gì của con cọp, nhưng cái con linh mèo á lớn hơn cái con mèo. Tôi mới đi kiếm con linh mèo, mà kiếm hoài không gặp không bên. Thì nghe mấy cái người xưa ông bà của tôi rồi đó nói đó, người muốn kiếm con linh mèo á là chỉ lợi cái chỗ nào mà cái người có cái người mắc á. Rồi mày ngồi đó mày canh, cái con mèo nào mà nó nhảy ngang cái xác chết là nó là linh mèo. Rồi sao bắt ăn thịt thì cái ông có nghe ông pháp sư ông có nghe kể vụ con linh mèo chưa? Cái này tôi bắt không có được linh mèo mà cái bị giống như bị quỷ ma nhập vậy đó. Tại vì cái con linh mèo này là một cái loài mèo mà nó linh,
cái người chết á chưa kịp liệm á ông pháp sư. Ừ. Con mèo mà nó nhảy ngang cái xác người chết đó, đó là cái người chết nó bật vậy đó. Đúng rồi, bởi vì trước khi người chết đó là người ta dặn mùng đừng cho lên mèo phóng ngang, đúng không? Tôi cũng biết rồi, rồi sao nữa? Tôi là tôi rình tôi bắt lên mèo đó. Ừ. Nhưng mà rình không có được, bắt lên mèo không có được, nó nhảy ngang là cái người cái xác người chết đó bật ngồi vậy, bật ngồi vậy được cái người nhà. Ừ. Rồi tôi cũng sợ, tôi chạy vòng con mèo đó nó chạy mất tiêu rồi. Đúng rồi, nó phóng ngang cái nó chạy mất à. Rồi cái hồn của cái người chết đó. Ừ. Mới nhập cho tôi. Ừ. Nhập cho tôi rồi tôi lúc đó là hai một cái thể xác mà hai cái linh hồn, có cái linh hồn người chết nhập vô. Tại tôi cũng nhẹ cái dí á. Ừ. Rồi từ đó cái hai cái linh hồn người chết là bắt không được miêu rồi, giờ cũng có được hai linh hồn rồi, giờ luyện cái thực sức hồn ra. Ừ. Như mình ngồi xuống mình sức cái linh hồn hụ ra, là cái linh hồn mà trong cái xác linh miêu nhập cho tôi đó. Ừ. Sức ra cái này là tôi luyện thành rồi đó. À, tôi mới lập ra cái nghề, mới đầu mình tập sức ra thôi, đi xa chút xíu, rồi cái linh hồn chính ở cái điều khiển được. Ừ. Được rồi sao? Rồi về tôi thấy được. Rồi nếu mà học nó được rồi thôi chứ sao mà nhận thiên ma làm sư phụ nữa, lý do làm sao mà phải nhận thiên ma làm sư phụ thêm để mà học nữa? Tôi chết mới nhận thiên ma. À vậy thì kể rồi cái khúc đó, tại sao mà lúc đó luyện thành công rồi, đáng lý ra có sức mạnh rồi thì phải tồn tại được, cái lý do làm sao mà chết? Tôi điều khiển được cái linh hồn rồi. Ừ. Tôi vẫn có một cái hồn chính, có thêm một cái hồn phụ, nhưng mà được rồi. Tôi mới lập ra một cái, tôi mới mở ở nhà tôi hồi đó cách đây gần cả trăm năm rồi. Ừ. Tôi mới mở ra cái bói toán ông pháp sư. Ừ. Bói toán là tôi coi bói á. Tôi coi bói thì tôi coi rất là hay, rất là trúng, tại vì tôi có cái linh hồn phụ đó. Ừ. Cái tôi chỉ coi hướng các nhà các cửa nè. Ừ. Nhà sao sơn cái màu gì cho nó hợp, thì tôi chỉ coi bên các nhà các cửa gã. À, lúc đó làm ăn được thì không biết sao mà tôi coi đúng không? Sao? Thì cái linh hồn phụ đó trước khi cái người mà nó muốn coi bói tôi đó, nó lại tới nhà tôi. Ừ. Rồi tôi mới hỏi nhà cửa ở đâu tên gì, rồi muốn coi gì cái gì, hỏi cái hướng vậy đó. Ừ. Rồi tôi mới sai cái linh hồn phụ tôi về ngay tới ngay cái nhà đó, coi cái hướng nhà, cái màu nhà ở đâu đó, linh hồn phụ nó về mới mắc lại cho tôi. Ừ. Tôi biết trên, tôi coi cha bởi vì làm ăn được, làm ăn tới lớn luôn à, tới mấy chục tuổi đầu, tới 50 tuổi vẫn. Ừ. Làm được gì nhờ cái linh hồn phụ đó. Nhưng mà tôi không có làm phước, tôi chỉ cắt giá ăn tiền mà chịu thì tôi coi, tại vì tôi ỷ tôi có tài mà. Ừ. Đâu có không coi gì, tôi cũng
đâu có sao, tôi cũng đâu có mất mát gì, miễn coi phải coi tiền cho tôi mới được không? Phải coi cúng tiền gỗ cho tôi. Ừ. Có nhiêu người ta phải đưa nhiêu. Rồi làm nó được bao lâu? Là mấy chục năm tới 50 tuổi, 60 tuổi. Lúc đó làm là bao nhiêu tuổi? Bắt đầu học làm, học đã luyện thành rồi bắt đầu đi làm á. Đi thì làm hồi nhỏ luôn á. Hồi nhỏ luôn. Nhỏ là khoảng bao nhiêu tuổi? Lúc tôi hết luyện tà thật mà nói kể không nghe nãy em mới đầu tiên là bắt con lương đó. Ừ. Sau ta uống cái máu chó mực nó bị phản đó. Nhờ mai là kiếm linh miêu nhưng mà cái linh hồn phụ nó nhập vô. Rồi tôi nghĩ mình là làm được rồi. Rồi tôi mới nghĩ ra cái cách khác. Đúng là luyện, lúc mà luyện xong á, thành được cái linh miêu rồi, là lúc đó bao nhiêu tuổi? Đó khoảng 40 tuổi. 40 tuổi rồi. Ông làm rồi, cái nghề đó cũng mười mấy năm hả? Hả là bao nhiêu năm? Tính ra cũng làm 60 năm. Không dữ hả? Từ lúc nhỏ, là đi học rồi. À, tính từ lúc nhỏ đó phải không? Rồi tôi hỏi là cái thời điểm ông luyện là được cái tà thần linh miêu rồi tới lúc mà ông chết nè là bao nhiêu tuổi thôi, hỏi đó thôi, ông nói từ nhỏ tới lớn là gì? Nói lúc này là tôi có tiền rồi. À. Rồi tôi có quyền rồi, tiền nhiều ha, là cái nguyên cái xóm làng của tôi đó tình nổ của tôi đó. Ừ. Tôi ở đó đặt cho tôi là thầy năm. Ồ. Thứ năm là tên thầy năm ha. Thì cái tôi còn giải bùa giải ngải mà. Tôi tại vì tôi có cái linh hồn phụ đó. Nhất là mấy cái người phụ nữ mà bị chồng la chồng chửi chồng hất hủi luôn đó, thì trong gia đình có chuyện xào xáo luôn đó. Ừ. Đỡ nhờ tôi. Ừ. Làm được rồi ha, làm được hết thì từ từ nó có tài cái nó sạch tập. Ừ, đúng rồi. Cái mới nghĩ ra cái cách khác để tôi mới có cái cô ở sớm này lớn rồi cũng ở gần sớm tôi đó, xong rồi lớn tuổi rồi mà bị ế chưa có chồng. Ừ. Mới lại nhờ thầy Năm coi, rồi mới đầu rồi tôi cũng coi. Tôi thấy cô này cũng được, thấy cũng ngộ. Rồi tôi coi được hẹn, coi thấy nó đặt mấy lần kia đó mới chính xác được. Hẹn tới hẹn luôn rồi tới nhà tôi hoài vậy. Rồi hay sao? Rồi tôi mới nảy sinh ý định là phải giết chết cô này để làm thiên linh cái. Yeah. Rồi giết cô tao. Rồi giết luôn cái cô này. Tôi hẹn bây giờ nếu mà muốn mà trở cái đường tình duyên của cô thì cô phải tới đây dọn đêm. Khoảng 12 giờ kia đó cô tới đây. Rồi tôi sẽ câu cho cô. Cô này tại vì cô ấy chưa có chọc tình tưởng 12 giờ kia lắm. Rồi kia làm sao? Nhiều khi lại thì tôi đòi chuyện, nói chuyện đồng hồ rồi tôi giết cô này chết luôn. Vậy hả? Giết cô này chết, cắt cái đầu ra. Ok. Cắt cái đầu ra làm đằng ra luyện thiên linh. Cắt cái đầu ra rồi tôi chứ có chuẩn bị sẵn rồi, miếng vải đỏ trùm lên cái đầu. Còn cái từ cái gần cổ trở tới cái giỏ kéo ra sau giường cho chôn. Ừ. Rồi sao nữa? Thì tôi kêu giết người bịt đồ mối luôn là không ai biết được. Từ đó sau là tôi lấy cái đầu của cô đó để vô cái nồi nóng giống như luộc cái đầu heo vậy đó. Trời ơi. Ghê.
Rồi luộc để làm gì, nấu để làm gì? Luyện thiêu linh. Cuối cùng luyện được không? Được. Nấu nó thời gian bao lâu? Nấu mình cũng giống như luộc cái đầu heo thôi. Cái chín rồi à? Ừ. Quan trọng là lấy cái sọ đầu á, với cái linh hồn của cái sọ đầu đó, linh hồn của cái cô gái đó. Thì được. Tôi mới cũng nghiên cứu mấy cái người đi trước nó luyện thiêu linh đó. Nó dạy đỏ là. Tôi luyện được lúc này là sai khiến cô này được rồi. Lúc này cái tại vì cái gia đình của cô này cũng xa lắm, không ai biết. Tới mấy tháng sau không phát hiện ra. Lúc này là luyện thiêu linh cái thành công. Đầu ngày á, tôi để cái cô này vô cái lu, đậy cái nắp lại không ai biết cho nó. Đêm đúng 12 giờ kia mới trên cái đầu ra. Trời ơi. Trên đầu ra là để trên cái bàn á, luyện điều khiển, không có nghe lời hết. Cũng dùng bùa lỗ ban, với mượn cái linh hồn kia nữa. Hai người trợ sức với nhau, tôi thành công. Rồi cái cuối cùng tôi cũng chết không ơi. Sao chết? Cái linh hồn mà tôi cắt cái đầu ta liền thiên linh đó. Nó chết quang thì ức quá. Về báo mộng với gia đình đó. Đó là con lại chỗ thầy Năm đó. Vì thầy Năm ông chặt đầu con rồi, liền thiên linh rồi, giờ cái đầu con nằm trong cái hũ á. Thì báo mộng như vậy thôi, gia đình cũng không có tin. Gia đình mới báo với phường xã, chứ hồi đó chưa có phường xã đâu, hồi đó dữ lắm, chừng ở khu vực một cái khóm, một cái xóm làng ở đó thôi. Vô báo với du kích rồi đó. Lại tới nhà tôi thì kiếm không à? Kiếm thì cái cô này của chị điểm ngay chân cái hũ giả là gặp cái đầu chồng. Sao ông đem giấu đi? À tới bất ngờ quá nên giấu không được. Ê, cái người chứng khoán cái đất người ta báo mộng, ông có biết đường đâu giấu. Không ai biết á. Tại cuối cùng sao ông chết, người ta bắt ông tự xử ông hay gì, xử ông hay gì. Đem ra hành hình luôn quá cho cầu gì nữa. Ông làm sao? Tôi không có chết vì cái người bị bắt. Thì lúc đó bắt tôi mạnh lắm rồi. Tôi làm cái thật tàn hình, tôi biến tiêu rồi. Không bắt tôi được đâu. Nhưng mà tôi bị quặc á. Nghiệp ha. Bị quặc là hai cái linh hồn. Một cái linh hồn chất quan chặt đầu là thiên linh. Với cái linh hồn mà cái linh hồn thứ hai của tôi nó sai khiến từ lúc mà mấy chục năm nay đó. Hai cái nó hợp tác lại. Nó bắn tôi. Thế ra ông giỏi lắm mà sao nó đánh, ông đánh lợi luôn hả? Thì lúc đó ông hết thở rồi. Dạ, sức yếu ha. Hết thở rồi, tại làm không có làm chuyện tốt. Đúng rồi, cái gì cũng vì có lực nè, có lực nhân quả mà. Có ác thì sẽ ở ác thì gặp ác thôi. Thì hai người nó đánh ông chết luôn. Rồi chết xong rồi, chưa buông bỏ được, trở thành dung hồn, thân quỷ. Rồi đi tìm thằng ma mụ nơi gì hay sao chết á. Chết mà vợ vui chết đau đớn lắm. Nó tôi hành hạ cái cô chặt đầu sao. Có hành hạ lại hai người hành hạ lại đau đớn lắm, đau đớn lúc còn sống. Rồi nó dụ ra ngoài rừng á. Hai cái linh hồn đó hợp tác nhau, quánh tôi ngất xỉu. Rồi hai cái linh hồn đó nó khiến cho tôi lết về cái nhà tôi được. Nó vô nhà rồi không biết nó làm kiểu sao hai cái linh hồn. Làm cho cái nhà tôi cháy luôn, và tôi bị
thiêu luôn, bị thiêu chết thiêu trong ngôi nhà luôn, chống tàn hình đã nó đâu còn sức lực nữa, bị nó dụ ra bị rừng nó quánh rồi. Ừ. Thì từ đó thành cái linh hồn đó chết ra. Ừ. Không ai thở cũng gì đâu, tôi là bên có anh em, có cha mẹ, có vợ con gì không? Không, chỉ lúc mà đương thời thì cặp bà này bà kia chứ. Chỉ là mình có học, có tài cán trong đỉnh rồi cái cũng phá sức này kia nọ ha. Chứ nếu mà ông cũng ăn trời này kia chắc có lẽ là cũng mạnh lắm á. Khó mãi lắm á. Chứ tôi luyện tới cái thiên linh cái được, không nghĩ đâu có dở. Ừ. Rồi tôi chết thành cái linh hồn rồi. Ừ. Hồn ma cũng quế rồi. Thì cũng còn thích luyện tạc thực nữa. Ngộ ha. Chị mới gặp thiên ma rồi, lý do tại sao mà gặp ông sư phụ thiên ma của ông bây giờ? Bởi đầu á, tôi cũng còn nhớ thành linh hồn nhưng mà cũng còn nhớ nghe. Ừ. Bên Vũ Quang cũng còn nhớ được vài chữ bồ. Ừ. Mới đầu thử với ông sư phụ tôi. Dạ ông chờ ông luôn ha, mới đầu không biết ổng là ai phải không? Không biết. Ừ. Ông không lợi ông. Ông kia thiên ma rồi, mình là một cái người phàm thôi, một cái dông bình thường thôi, không có lợi ông, ông trên một bậc được. Tại mình là nhân, ông là thiên, ông là trời, ma ông là ma trên trời. Đánh hoài không lợi ông, đánh hai ba lần vậy. Cái ông không quan tâm tới, đi theo ông nữa, ông đi cái núi này, ông đi cái núi kia cũng đi theo nữa. Lúc đó sư phụ tôi ông cũng là một cái linh hồn rồi, nhưng mà chưa có đệ tử đâu, linh hồn thiên ma. Ừ, ông chưa có đệ tử đâu, ông theo ông biết rồi ông nhận thôi chứ, theo hoài vậy đó, đánh hoài rồi ông mới nói sao mà mày theo tao hoài vậy. Ừ. Rồi tôi lúc cuộc sống tôi cũng luyện bộ luyện tạc thật luyện ơn. Ừ. Rồi tôi thấy ông cũng có cái có nghề có bùa chú vậy nè, không chắc cái bực gì cao lắm nè, bắn nó hoài không vô. Ừ. Thì nói tao là thiên ma mày ơi. Rồi bây giờ thì không có thể thử với tôi vài chiêu coi. Thử nữa ha. Thử nữa. Thử cuối cùng ông dùng cái thiên ma ấn của ông. Ừ, ông có đánh với tôi cái chiêu đó, đánh xém thua luôn, đánh té ngửa luôn. Dục thiên ma ấn. Ừ. Vừa quánh vừa bạc hắn, vừa quánh thua. Rồi mới bái ông làm sư, bái ông làm sư phụ. Rồi bái ông sư phụ lúc đó gặp là ông mới dẫn về cái núi Tà Lơn. Ừ. Ở trên đó. Ở đó tu tập. Rồi tại sao lại ông dẫn lại xuống đây? Hãy mật mí về sơ mà tôi thả ổng rồi tôi hỏi ổng thêm. Thì cái đó ha, ông gặp sư phụ tôi hỏi ổng đi. Ừ. Thì cũng tính tiến độ của sư phụ tôi là cũng tính là mở rộng cái tình thiên ma ra thêm. Mở ra bằng nhóm rồi ha. Rồi cho có thêm đệ tử, có thêm cháu chích được. Ừ. Đồng môn cho nó rong đông một xíu. Vậy với vòng vòng có 6 người, thầy trò cũng có 6 người chứ nhiều. Nó tính mở rộng đi bạc thêm. Rồi cuối cùng mới tới khu đó gặp ông, đóng lại ông. Thì qua câu chuyện kể thì tôi cũng đã hiểu lý do tại sao mà ông làm ông tính ra ông cực khổ, ông luyện tà thực ở đó nhưng mà không lợi thiên ma. Thiên ma ông rất là giỏi nha, tôi đánh với ông không lợi luôn, đánh không lợi phải dùng mưu kế đánh ông mới được đó. Rồi bây giờ thì qua câu chuyện thì tôi cũng biết ông rồi, thì hổng rài không khoảng 6 tháng rồi đó. Ở trong đó thì nghe kinh kệ đã hiểu về Phật pháp chưa, rồi có muốn tôi giúp cho giờ tôi thả ra, mục đích tôi thả ra là tôi giúp cho về một ngôi chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp thành một con người, không phải là ma làm quỷ liên tài thực hại người cũng như hại mình.
trước đó là ông hại người, giết cái này giết người kia, giết con này con kia. Hai nữa là ông hại mình, ông hại bây giờ ông luyện, nếu mà ông luyện không luyện tà thật này kia thì cuộc sống ông bây giờ là thì ông chuyển kiếp, nếu ông sống vài chục tuổi ông chết ông cũng đầu thai trở thành một người mới rồi. Do ông luyện tà thật rồi ông giết người thì mang cái quả, cái nghiệp như vậy, cái lực nhân quả đó chẳng có tha một ai lắm. Giống như mình trồng cây ớt thì lớn lên cây ớt nó chắc chắn, này trái ớt nó sẽ cay. Còn cây mía thì cây mía lớn lên cây mía sẽ ngọt, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Mọi chuyện đều là quả, tu tà đạo nó càng ác hơn nữa, hại người cũng như hại mình thôi. Thực tế ra mình hại người ta chết, quyền lợi cho mình. Nhưng mà thật ra cái quyền lợi đó đâu phải đâu, nó hại mình gấp đôi, gấp ngàn lần như vậy nè. Đó, vậy là pháp sư tôi hôm nay thả ra, mục đích tôi sẽ giúp cho về một ngôi chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp thành người. Rồi còn sư phụ ông, với sư đệ với hai sư huynh muội của ông cổng nữa, với ông sư phụ nó là ba người. Rồi tôi từ từ sẽ thả ra giúp họ về chùa chống với ông hết, mỗi người đều thả từ từ ra hết. Bây giờ thì cho hỏi là ông là đại tử của ông Thiên Ma, nhưng mà nãy giờ ông kể câu chuyện ông tôi biết rồi, nhưng mà ông tôi muốn biết tên ông là ông tên gì. Ông có nói thì không có gì sợ chứ, ông thành tôi chuẩn bị giúp ông về chùa rồi mà ông còn sợ tôi gì. Tôi nói với ông rồi, tôi là tên Năm. À, đó, Năm. Nó kêu thầy Năm đó. Bây giờ vậy ha, kêu anh Năm đi, cho trẻ chút ha. Bây giờ anh Năm quỷ rồi, anh Năm vong rồi, anh Năm... Tại anh Năm cái vong hồn nó chết rồi đó. Tôi là pháp sư nhỏ, thì những cái gì mà lúc trước á, anh đấu với tôi thì anh cũng đã biết. Tôi có khả năng giúp được anh, và mới thời tôi cũng giúp anh một cái thực để mà biến cái hình biến dạng của anh lại. Cho tôi hỏi nè, chắc do có lẽ ông ăn rắn uống máu rắn đâu, thì khuôn mặt nó lúc nãy nó mới biến dạng thành như vậy không? Không, nó cái nghiệp mà phải mang nặng hoài, mang cái đầu quái dị đó. Cái lúc mang cái đầu là bao nhiêu tuổi? Còn nhớ không? Bao nhiêu năm? Không, không phải là tôi mang từ lúc sống. Chết tôi mới mang. Trả cái nghiệp đó là lúc mà tôi chặt đầu cái cô gái kia tôi làm liên thiên linh đó. Tôi phải mang cái đầu lại vậy đó. Là cũng gần cả trăm năm nay đó. Kể từ lúc mà tôi làm thành cái linh hồn, làm đệ tử Thiên Ma. Theo sư phụ bao nhiêu năm? Theo cũng mấy chục năm nay rồi. Rồi, qua câu chuyện thì tôi đã hiểu rõ rồi. Bà con cô bác có ai ý định mà những chàng trai nào mà định tà thực tà đạo thì hãy nói gương anh này, đừng nên liền nha, khổ lắm. Bây giờ gì đó anh Năm ơi, tôi sẽ giúp cho anh một cái lễ phần cơm, cúng nghi thức cho anh, xong là cho anh dùng ấm no. Sao ở luôn mấy tháng nay thì không có gì dùng, chắc có lẽ là đổi khác. Thì tôi gửi cho dùng ấm no xong rồi tôi cho anh về chùa. Như vậy anh Năm ha. Nếu mà đồng ý thì anh tạm nuôi ra ngoài chút xíu. Tôi sẽ làm bằng nghi thức ngay đây và tôi sẽ gọi anh ra. Anh dùng, sau đó anh dùng xong rồi tôi sẽ vào. Tôi giúp anh ra về ngôi chùa. Tôi lệnh tôi hiện sớm đầu thai chuyển kiếp thành người, làm người nó tốt hơn anh Năm ơi ha. Được, tôi cảm ơn, tôi xin luôn. Đi đi. Thì rồi đóng bà mất rồi. Qua câu chuyện của anh Năm Dung Hộp này, liền đã thực tà đạo, đầu đại tử đầu tiên của Thiên Ma. Thì giờ Lâm sẽ đặt các bạn nghe thức cúng cho cái trong này cái đi, rồi bắt đầu đặt ra mình sẽ giúp cho về chùa luôn nha. Như vậy nha, một khác. Rồi, giờ mình sẽ đặt các bạn nghe thức này nha, mọi người. Giờ dùng mình đã ra giúp đỡ cho về chùa này. Thank you.
bao tử không rồi nó hành lâm lâm cũng mệt hoài không thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Anh Hoàng Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thích Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh thổ thần thổ địa các chư vị thần gia chủ ngôi nhà này, đặc biệt là cái dòng của năm mới thời. Hãy dừng bánh trái đi giúp cho anh về chùa tu lành tu hiền nha. Sẽ lùi rồi. Cái dòng năm em dùng rồi xong rồi ra mình giúp cái chùa nha mọi người. Xin chào Phật Thư. Cảm ơn ông đã thu phục tôi vô cái bình hồ lô của ông. Thì ở chỗ đó tôi cũng an lâu rồi. Tôi cũng quay về bên tránh của mấy ông rồi. Nhưng mà con cái nó cứ nghiệp nó nặng quá, mang cái đầu quá, không có tự chuyển nghiệp, không có trả được nghiệp. Nhà âm giải được cái nghiệp, mất được cái đầu, mất cái đầu quay vậy. Cái giống bình thường, còn đương thời thì quá nó liệt liệt. Phải suy nghĩ cho nó đúng đắn chút xíu, đừng có chặt cái đầu cô gái thôi. Cô gái ở thời để luyện thần linh chắc cuộc đời mình sẽ đi về cái thứ khác, không có đến nỗi phải mất mạng. Được dôi rồi còn muốn được hai bà trưng nữa thì cũng được.
pháp sư này đúng người tốt hả, vui vẻ tài cao. Lúc mà tôi ta còn sống tới tuổi pháp sư rồi ơi, một thời quấn quấn liệt liệt lúc đó là một cái thầy mối cao tay ấn có linh hồn phụ sai khiến nói như lúc đầu nó có nhiêu tiền người ta đưa nhiêu tiền, cắt giá một tiền không tồn tại được. Cơm bánh không nghe nước trà con pháp sư chúng ta no lòng ẩn giả của một linh hồn rồi, đợi không ra đi giúp đỡ cho tôi đi đâu nè, đi làm gì đây rồi ăn no rồi phải không? Chào đúng rồi, dùng đó rồi ông xưa à, thì giờ tôi không còn gì để nói nữa thì thôi hãy cải tà quy chánh đi, về làm người mới, về về một cái pháp sư. Tôi có một cái thức dung linh nó nhỏ cũng là chứa cả 500 cái dung linh ở đó rồi, thì ông thì cũng vô đó luôn. Vậy đó thì người ta cũng hàng ngày phân phối nhang trà bánh trái cây cơm đầy đủ cho mình hưởng được ấm no. Giờ mình về đó mình chỉ có ăn năn sám hối, cố gắng mà cố gắng tu tập cho tốt để mà được siêu thoát, được chuyển kiếp thành người như vậy nha năm ha. Sau tôi hỏi cái tôi đi thôi, sao ông pháp sư để anh em tụi tôi cái công hồi lo lâu quá vậy? Cái lý do thì nhất ấy, là tôi muốn cho các dân hồn cũng như thiên ma cũng như các huynh đệ các ông trong đó nghe kinh như kệ để thấm nhận, hiểu về con đường từ bi, hiểu về cái sai cái lỗi của mình đó. Thứ nhất, thứ hai đó là tôi bận biện, tôi còn đi giúp những cái dân khác nữa chứ tôi không có thời gian rảnh để mà tôi thả cái dân ra đó, cho nên là bữa nay tôi mới sắp xếp thời gian rảnh thì tôi mới thả dân ra. Nhưng mà ở trong hồ lô thì nghe kinh kệ có Phật pháp rất là nhiều, nói chung là ông cũng ở trong đó thì cũng nghe kinh kệ cũng hiểu được nhiều đúng không, thì đã hiểu rồi thì giờ tiếp tục là hiểu thêm, hiểu thêm tất nhiên là mình đi tu tiếp tục niệm Phật nhiều vô mình sớm là thay kiếp thành một con người mới chứ trở thành nhân hồn khổ lắm, hết luyện tà thực thì tới giết người thì cũng luyện tà thực, cái vòng vòng với ông cái lẫn quẩn vòng vòng cái khổ của ông cũng như đó cũng làm mấy ông khổ hoài, đâu có trợ gì cho con người
và cũng không có ích lợi gì cho tụi quỷ con đó. Ha. Như vậy năm ha, thì giúp cho về chùa tu ha. Rồi, như vậy pháp sư giải thích vậy tôi hiểu à. Tôi sẽ đi theo ông, được đi đâu tôi sẽ đi đó. Rồi, vậy cho anh nó về ngôi chùa tu. Trong đó thì được các ngài cũng như học Phật, các vị Bồ Tát ở đó có ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và các tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Ở đó thì ngài ở đó thì cái quả như huynh như hồn đó không, vậy đó rất là thật tượng tu, không có lộn xộn, không phá hết gì hết, mà nay tu sống chỉ biết một người như vậy nha, đi nha. Giờ tôi sẽ làm việc thực cho cái nghe hồn về đó tu nha, cố gắng về đó sám hối những gì mình làm trước đây, giờ cũng tu tập được tốt, sớm được hai những cái thành người nha. Rồi, cảm ơn pháp sư nha. Đến sau chỉ nam mô Phật đi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô đi. Xong rồi, mình cũng giúp được đại đại tử của Thiên Ma về bốn ngôi chùa tu rồi. Sau thời gian nhốt 6 tháng trời trong hồ lô, giờ thì còn 3 người nữa, gặp giúp được 3 người rồi còn 3 người nữa. Đó là sư đệ của con năm này, với lại sư muội của con năm này, với sư phụ của con năm này, đó là Thiên Ma. Rồi, như vậy làm sẽ sắp xếp thời gian, làm sẽ thả hết mấy người này ra luôn cho ông bà bác xem nha. Rồi, video làm kết thúc tại đây. Hẹn bà bác những video tập tiếp theo. Giờ hôm nay thì cái bệnh dạ dày của Lâm á, trị nó cũng bớt rồi. Nhưng mà hồi sáng ngày lỡ ăn đói không bà bác. Bà tử nó dạ dày nó bất chợt lắm. Mình ăn không điều độ thì nó cũng bị khó chịu, bị sáng giờ ăn hơi no nó hơi khó chịu lắm rồi, nó hơi mệt mệt, có gì ông bà thông cảm nha. Rồi, hẹn bà bắt những video tiếp theo, chào tạm biệt bác nha.